tiếng tây bế chạy buồn tàu chiến risma tây bế chạy buồn trong ban này thầm mạch đi dừng mưa mưa ban này thầm mạch tây bế nó chạy buồn ban này thầm xích nà những người ta dừng chạy dừng sức đuôi hỏi dành sồn chẳng chẳng thật tôi chuyện tê đê anh bố nó được bị gặp bù ní đó gặp bù ní tê bê tê là tê bê mà mán mà mán này mà thật mà bấm bấy cho bấy chạy bốn mà quỷ chẳng bảo vệ hạt hào sắp chất bị rồi dương ní mán mùi cả là nhé tôi chẳng tôi mẹn tên ở đấy điều thản đi vòng bay dịch khăn bay micro dịch khăn này chẳng đó chẳng dùng một chun giới tạm án môi chật pram micro dịch khăn đấy thế ở đấy tranh vì năng mà tiết dừng á rock maximum bit rate bàn đi nè maximum bit rate dừng á tin tranh bán cứ môi lửa bốn dịch mạng ok chân mùi lửa buôn sigma nữa chân sigma à sigma này dân ai thằng vô chi robot transmit có bán dân vô chi robot transfer function optical này transfer function optical này các bạn là chỉ tu tới dân đơn là lấy dân thử optimize này đi optimize transmit tại chun trên tờ rồi còn đấy chân data rate này bit rate này cứ mà mỗi lửa buôn và bạn đừng chắc bà sân dần đi mà nè môi cho pram micro dịch hẳn nè micro dịch hẳn nè micro dịch hẳn chắc người ta chỉ môi nơi lửa mà pram thôi mà và môi ấy và môi con chỉ môi nặng đọc buồn con nặng môi cái bia pram ok môi bia pram micro dịch hẳn chắc người ta chỉ và môi còn đáp xoay cuốn đó của môi chân mà của môi còn nặng đọc xoay cuốn bán xoay cuốn của môi biết không mà bình tì mà mán bà của môi mê này túi cái này bà của môi mê chứ này thì dễ thấy kilobit megabit mỗi megabit này tự mình là chắc bạn tha anh ấy mệt mỗi micro dịch khăn này bạn chỉ tu chỉ năng điện này mỗi nano dịch khăn điện rồi này hà gì đi cho nên vào tia hó đấy mỗi micro dịch khăn đó toàn anh ấy dương lạnh lắm còn đấy trắng tranh bìa à, rút của môn nắng ấy nắng máu nhưng khơi thà pass spread viết tay để bọc cho nó chỉ muốn nó phải bỏ lên để attenuation đấy này attenuation này loss của màn db không mặc lộ mà chắc là dispersion của đôi khi này cứ dispersion của màn này không bị chật chìa bit rate không mặc lộ này bit rate không bảo vệ nam môi này cho ta dispersion đó second này second này second lô mà second này dispersion cho nên giờ toàn khơi được môn dispersion là nào đấy thì còn là prap time prap limit ấy chẳng đề đấy trong dispersion nhưng là mình mới tập một điện đấy tăng đó so đi ok toàn đến đây nhé kinh chấm ngã xuống miến thế này
บาเต้ยังมีหงบเนี่ยตีมวยเนี่ยลือหุ่นยังไงเยอะลือลูกเรือบาจังหงบนี่ตีมวยยังเถื่อโรคเนี่ย optical transceiver นามวยกับบานนะยังเถื่อเมืองสเปกโฟเวียบานเนี่ย optical fiber ยังเมื่อแต่ optical fiber มีในคลาดบักกรมหงนั่นไงมือสเปกเวียแต่สเปกเวียยังเบียกีคลาดน้องfiber attenuator fiber patch cable ឯង visual hole locator ឯង splitter fiber អូខេចឹងទៅរកឧបករណ៍ណាមួយណាហើយអូរស់ spec ពវៀនណាតើតាហ្នឹងរេប្រម៉េច bit rate វាប្រមាណនៃប្រមាណតនាការក្នុង wave length ណាអត់ទេ power ប្រមាណនៃប្រមាណតោះនេះตอนนี้หัวสเปกของวิ่งเลยโลกคู่ผมวิ่งโยตั้งผมวิ่งแล้วก็เรื่องทำมวยโยมาอันใหญ่โลกคือโยตั้งผมทัวริงคลุ้นไอ้ไทยมวยสมโนตีสไทยมวยสมโนตีสคือสังขายบริบทหลังเวงสังขารดูมนตอนนี้สังขารดูมนต์น้องไม่เรียนที่ใบนั่งตอนได้คอมพลีทแล็บยิงพองจังหวะตัดข้อยไปเจอคณียงมาครอมหรือปีครอมถอยหลังถอย presentation ถอยออฟตีซิสเต็มนะนำไปถึงมาจะบานตอนบนลิงปัจจัยนำไปยึดดีไซน์ลิงพร้อมยังซิมูเลชันในขนมสแควร์นั่งพองประมาณเบ็ดเด็ดประมาณเออเรทประมาณทุกบานจะง่ายน่าจะง่ายน่านะโอเคลูกหูในขนมอุปกรณ์มวยมวยนั่งยังเหียบพอเปียไอ้ฉลามสเปกพาวเวอร์ปัจจัยจิตตัวยังติงอุปกรณ์มวยยังแต่งแต่มือสเปกจะสเปกวิ่งใหญ่ใหญ่ฉลามตอนนี้ចឹងគឺយើងមិនអាចថារកម៉ូដែលបានដូចគ្នាទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះហាម៉ូដែលក្រុមហ៊ុននោះទៅក្រុមហ៊ុននេះទៅណាក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរលោកគ្រូនៅបាទក្រុមហ៊ុនណាក៏បានអូនៅណាក៏បានមែនបាទនៅណាក៏បាននៅខ្មែរក៏បានអ